Đồ Gỗ Đức Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là buổi sáng ngày 11 tháng 5 năm 2022. Và kính thưa quý khách hàng quen bác ở Khâm Thiên, Hà Nội, là cái cặp sập thờ bác đặt từ năm ngoái thì lúc này là đã xong xuôi. Chính xác ra là đã gần xong từ cũng lâu lâu rồi, nhưng mà chúng tôi cứ để cho nó thong dong bình tĩnh, vì bác cũng dặn là cũng cứ làm bình tĩnh, không phải vội vàng gì. Thì thưa bác, ở đây chiếc bàn thờ dài 2m17, sâu 1m07, chiếc sập thờ thì chân 22, và cái đặc biệt nhất là đây là cái bác đặt là hình như là cái thứ ba, tức là cái dạ của nó là đục liền luôn, không có chắp một tí nào cả, cái dạ nó dày 8 phân kể cả dạ tiền và dạ hồi đấy. Còn thì bình thường ra là những cái dạ của chúng tôi nó chỉ dày từ 4 đến 5 phân và các cái phần hổ phù hay các thứ là chắp, nhưng riêng cái này là của bác ở Khâm Thiên là bác đặt là bao giờ cũng liền luôn. Và cái mặt của bác ấy là nó dày 2 phân đậu và cái côn chai này nó dày 5 phân luôn. Đấy, đấy là những cái khác biệt. Cho nên là chính vì lần trước là làm cái dạ dày và to ra là không để ý, cho nên cái bàn cơm nó bị kích. Đấy, vì cứ nghĩ thông thường ấy, nhưng mà lần này là rất cẩn thận rồi, rút kinh nghiệm rồi, bàn cơm đã làm chu đáo và nhét ra nhét vào được đàng hoàng. Chiếc bàn cơm cũng là dạ liền luôn. Đấy, cái này là cái đặc sắc của bác. Sau này quý vị muốn đặt tương tự cái này thì cứ nhắc là làm theo tiêu chuẩn của bác ở Khâm Thiên, Hà Nội. Đấy. Và đây mới là phần thô thôi. Còn chúng tôi sẽ còn phải tinh chế, chỉnh trang và sơn thì chắc là cũng phải mất 15 đến 20 ngày. Nhưng mà đây là hình ảnh cái phần mộc để báo cáo đến bác quý khách ở Khâm Thiên, Hà Nội như vậy. Xin quý khách liên lạc với Đồ Gỗ Đức Hiền theo số Zalo 0967666111 hoặc số điện thoại trên màn hình đây 0984666999. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu A. Lúc này đây chúng tôi, đây bên kia là khu C của chúng tôi, và lúc này đây chúng tôi đang bắt đầu nhuộm vôi mấy tấm tranh thảm. Xin tạm dừng cái clip này tại đây và hẹn gặp lại quý khách trong những clip sau. Clip sau sẽ là giới thiệu về cái quy trình làm cái tranh thảm của chúng tôi.